gần bên tự nhiên thấy hả, rồi dần lâu là thân với nhau. Chẳng cần phải suy nghĩ đau đầu, những chuyện yêu thương đôi lứa đầu, nhẹ nhàng vô tư thôi mà dài tận mãi sau. Chưa đầy 8 tháng là chúng em chuẩn bị kỳ thi quan trọng nhất và cũng là hoàn thành xong bậc trung học cơ sở. Có lẽ là một phần may mắn khi trở thành một học sinh, một người con tại nhà bế nói chung và Chí Na Bố nói riêng. Không chỉ thế, trong suốt gần 4 năm học vừa qua, lớp chúng em đã có nhiều trải nghiệm cùng nhau. Đó cũng là một phần làm cho lớp ta đoàn kết hơn, hiểu nhau hơn và thực sự là một gia đình. 4 năm quả thực là một quãng thời gian không hề ngắn đối với em, nó là cả một phần của thanh xuân. Kỷ niệm đẹp của 9A4 thì nhiều vô kể, nào là rủ nhau vào căng tin, rồi là ngủ trong lớp, ăn quà vặt trong giờ, có khi còn vi phạm quy định nhà trường nhiều đến mức được xếp hạng đầu của khối. Nhờ đó đã làm nên biết bao kỷ niệm vui đẹp. Mặc dù không phải lớp đứng đầu của khối về học tập hay kỷ luật, nhưng chúng em tự tin rằng ngọn lửa đoàn kết của 9A4 đây có lẽ là ngọn lửa cháy dữ dội nhất và không thể nào dập tắt được. Nhìn lại những năm tháng tươi đẹp đó, lại không lỡ lòng nào chia tay lớp để bước vào một cánh cổng mới. Cảm ơn 9A4 chúng ta đã mang lại một phần nào của niềm vui khi tới trường, một nỗi sợ mang tên sinh hoạt lớp, tiếng cười nô đùa khi chúng ta được đi chơi, được cùng nhau làm nên một gia đình thứ hai của chúng ta, kể bao giờ cho hết được. Năm cuối cấp có lẽ là giai đoạn căng go, gấp rút nhất, đòi hỏi sự tập trung, chăm chỉ, nỗ lực hết mình cho kỳ thi tuyển sinh vào 10.
chúc cho 9 A4 chúng ta sẽ đỗ được nguyện vọng 1, ngôi trường mình ao ước. Tạm biệt A4, khóa 2020-2024. Trước giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay, trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay. Là cảm xúc khó nói chỉ biết đừng ngẩn ngơ. Níu ta áo dài bay bay. Sẽ rất buồn và sẽ hằng hụt. Sau hôm nay ta cánh xa rồi. Đến bao giờ được thế một lần, chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp. Trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn quanh khắp thiêng liêng.